Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp sẽ chọn phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Lâm Trạch phát triển kinh tế từ trồng thông lấy nhựa. Ghi nhận từ mô hình chăn nuôi tổng hợp ở xã Quang Phú. Với thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành một đảng cầm quyền. Và lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng 8 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao ý chí quật cường, sức mạnh cổ kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyện với những tư tưởng của các Mác, Engel, Lenin, Hồ Chí Minh. Với xu thế của thời đại, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, nước ta không những trở thành một nước độc lập tự do, mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắc xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ngay ở một nước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu, để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển rất sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng tháng 8 như một quả bom có sức công phá mạnh, làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh cả dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Sáng nay ngày 27 tháng 8, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Tòa án Nhân dân tỉnh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014. Hệ thống Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình có 5 tòa chuyên trách, 3 phòng tham mưu và 8 tòa án cấp huyện. Từ đầu năm đến nay, toàn hệ thống Tòa án Nhân dân tỉnh đã thụ lý 1.450 vụ án các loại, đã giải quyết xét xử 1.130 vụ án, đạt tỷ lệ 78%. Trong đó, hệ thống Tòa án tỉnh đã xét xử lưu động 60 vụ án nhằm tăng hiệu quả của công tác răn đe giáo dục và tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Về công tác xét xử các vụ án hình sự, Tòa án tỉnh và cả Tòa án cấp huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng như công an, viện kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án theo đúng cả quy định của pháp luật tố tụng nhằm đảm bảo giải quyết tốt vụ án, nhất là các vụ án lớn trọng điểm được dư luận quan tâm. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo cơ bản nghiêm minh, đúng luật, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Về giải quyết xét xử các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính, hệ thống tòa án tỉnh đã chủ trọng công tác xác minh, thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án đúng pháp luật. Đồng thời làm tổ công tác hòa giải, tăng cường công tác đối thoại trong xử lý các vụ án hành chính, có phần giải quyết vụ án nhanh chóng, triệt để và củng cố thêm mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
Song song với những nhiệm vụ trên, hệ thống tòa án nhân dân tỉnh còn chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về tư pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, trong đó liên ngành kiểm sát, tòa án thi hành án dân sự đã rà soát lại còn 7 vụ án tồn đọng vướng mắc chưa thi hành được. Tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Sáng nay ngày 27 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp sẽ chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trung tâm văn hóa tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai phương án thiết kế trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm việc với Sở Xây dựng cùng đơn vị tổ chức thi tuyển điều chỉnh hồ sơ yêu cầu thiết kế và ban hành quy chế thi tuyển. Sau gần một tháng thực hiện phương án thi tuyển, trong số 7 hồ sơ dự tuyển, hội đồng tuyển chọn đã chọn được 3 phương án, gồm phương án của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Kiến trúc GAF. Cuộc họp đã tập trung thảo luận những ưu khuyết điểm của cả phương án được trình bày, phân tích những vấn đề liên quan như tính sáng tạo, tính hài hòa trong tổng thể kiến trúc, ảnh hưởng của điều kiện khí hậu của địa phương, tính ứng dụng của công trình, vân vân. Phương án được lựa chọn sẽ tiếp tục được chỉnh sửa và hoàn thiện nhằm xây dựng trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu cao nhất. Huyện Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Hội nghị đã phổ biến các phân bản chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Báo cáo các nội dung chủ yếu của luật đầu tư công, luật đấu thầu và tổ chức triển khai thực hiện. Dự thảo của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh yêu cầu các ban ngành địa phương, đơn vị bám sát các dự thảo, hướng dẫn của huyện để lập kế hoạch đúng với yêu cầu đề ra. Về xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị phải lập kế hoạch sát, phù hợp với từng địa phương, từng ngành, đơn vị, lĩnh vực. Đồng thời tiến hành rà soát các danh mục đầu tư công, tổng hợp cụ thể các khoản nợ để phục vụ việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo đúng thời gian đặt ra. Xác định việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp, cách thức xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa phối hợp với Công an huyện và Ban An toàn giao thông huyện tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông. Mục tiêu của mô hình là tập trung tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng điểm để vận động, gắn xây dựng hộ gia đình an toàn giao thông, khu dân cư an toàn giao thông với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận xã, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện các tiêu chuẩn về khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó phát huy vai trò của mặt trận, chính quyền, đoàn thể và của mỗi gia đình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tình hình tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư. Mô hình khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình là hết sức cần thiết nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, từng bước thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Năm 2013, huyện Bố Trạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 8, số 10 và hoàn lưu bão số 11 kết hợp với không khí lạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
Theo số liệu thống kê, chỉ trong cơn bão số 10 và 11, huyện Bố Trạch có 7 người chết, 132 người bị thương, 92 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, trên 45.000 ngôi nhà bị ngập và tốc mái, trên 100 ngôi trường và trạm y tế bị hư hỏng, 24 tàu thuyền bị chìm. Số kinh nghiệm từ mùa mưa bão năm 2013, trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện tiến hành kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực dọc sông Son, ven biển, các xã có hồ đập. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã trực tiếp tham mưu chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung các kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả khi có mưa bão xảy ra. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chủ động thông báo và cắm biển báo nguy hiểm ở những vùng xung yếu dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cho nhân dân biết để sẵn sàng phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Tiền Giang từ lâu đời đã trở thành ngày hội lớn của người dân huyện Lúa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là một lễ hội truyền thống mang bản sắc đặc trưng của cư dân vùng đồng đất chiêm trũng, dạt dào sông nước, hào sảng tinh thần thượng võ và lấp lánh tinh thần nhân văn sâu sắc. Kể từ sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập, thì lễ hội truyền thống này còn mang thêm ý nghĩa cách mạng hào hùng. Và lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết độc lập trên sông Tiền Giang đã trở thành sự kiện văn hóa chính trị lớn nhất được tổ chức đều đặn hàng năm ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đúng vào ngày quốc khánh vẻ vang của đất nước anh hùng. Là lễ hội văn hóa cấp tỉnh của Quảng Bình, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Tiền Giang là hoạt động về nguồn của người dân Lệ Thủy nói riêng và Quảng Bình nói chung mừng Tết độc lập, đồng thời ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự trường tồn của Tổ quốc. Lễ hội còn phát huy nét đẹp truyền thống đặc sắc riêng có từng tồn tại qua hàng trăm năm của người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Tiền Giang, huyện Lệ Thủy, trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và nối sóng trực tiếp với nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 năm 2014. Kính mời toàn thể quý khán giả và nhân dân quan tâm theo dõi. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Lâm Trạch phát triển kinh tế từ trồng thông lấy nhựa. Ghi nhận từ mô hình chăn nuôi tổng hợp ở xã Quang Phú. Hôm qua ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy phối hợp với tập đoàn Prudential tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành trường mầm non Cẩm Ly, Cửa Mẹt tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Được xây dựng từ tháng 5 năm 2014 với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, trường mầm non Cẩm Ly, Cửa Mẹt được đầu tư xây dựng gồm 2 phòng học khép kín, phòng lưu trữ, giếng khoan, hệ thống cấp nước, một nhà bếp với thiết bị dụng cụ nấu ăn, một sân chơi và 2 bộ thiết bị trường học. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay công trình đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy học cho 47 trẻ em từ 1 đến 3 tuổi. Được biết, trường mầm non Cẩm Ly, Cửa Mẹt nằm trong dự án Cùng Xây Tương Lai do quỹ Prudential, do cả công ty của tập đoàn Prudential tại Việt Nam tài trợ, là chương trình xã hội cộng đồng nhằm giúp cả trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu vùng xa có điều kiện đến trường. Trường mầm non Cẩm Ly, Cửa Mẹt khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh được học tập vui chơi và chăm sóc tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian tới. Những năm gần đây, nhiều nông dân ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã triển khai thành công mô hình nuôi chim bồ câu Nhật thương phẩm. Đây là mô hình chăn nuôi chim bồ câu Nhật của ông Nguyễn Xuân Lịch ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch. Bắt tay vào nghề nuôi bồ câu Nhật từ năm 2012 với 12 cặp thử nghiệm. Nhờ chịu khó tìm hiểu kỹ về đặc tính của loài chim này cũng như từ đúc rút kinh nghiệm qua thời gian thả nuôi, hiện nay đàn bồ câu của gia đình ông phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Vừa nuôi chim thì vừa nhân giống, đến nay trại nuôi bồ câu khép kín của ông Nguyễn Xuân Lịch đã có hơn 100 cặp. Với mức giá như hiện nay, mỗi cặp chim bồ câu thương phẩm có giá 100.000 đồng một cặp.
và 200.000 đồng một cặp chim sống, sau khi trừ chi phí mỗi tháng ông thu về từ 4 đến 5 triệu đồng. Là một xã miền núi nên trong những năm qua người dân xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã phát huy có hiệu quả nghề trồng và khai thác nhựa thông. Xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch có 602 hecta cây thông nhựa được dự án Việt Đức hỗ trợ trồng với sự tham gia của 400 hộ gia đình. Sau khi được dự án hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật, các hộ gia đình đã bắt tay vào trồng và chăm sóc theo đúng quy trình. Đến nay, 70% diện tích thông nhựa đã bắt đầu cho thu hoạch. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng thông nhựa của xã Lâm Trạch đạt 15 tấn. Bình quân mỗi tháng người dân Lâm Trạch thu về từ 5 đến 8 triệu đồng một hồ một tháng từ khai thác nhựa thông. Nhờ đó đời sống của bà con từng bước cũng được nâng lên, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương. Trên cơ sở xác định thông nhựa là cây chủ lực trong phát triển kinh tế, thời gian tới xã Lâm Trạch sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng, phấn đấu trồng mới thêm 300 hecta thông nhựa trong năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trên địa bàn xã Quang Phủ, thành phố Đồng Hới đã có nhiều hộ gia đình lựa chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp để phát triển kinh tế. Đi đầu trong phong trào này là ông Nguyễn Trí Khôn ở thôn Nam Phú, xã Quang Phú. Đây là mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Trí Khôn ở thôn Nam Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Năm 2010, ông Khôn bắt đầu thả nuôi 50 con gà và 5 con lợn. Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm và nhờ được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật tại địa phương, ông bắt đầu mở rộng quy mô chăn nuôi với 3 khu chuồng trại để nuôi lợn, gà, bồ câu và hươu. Trung bình mỗi năm, ông Khôn nuôi 500 con gà, 3 con lợn nai, 40 con lợn thịt, 200 con bồ câu và 2 con hươu. Muốn cho con cái ăn học được tốt đẹp mà không ảnh hưởng đến việc học tập thì từ cái suy nghĩ đó của vợ chồng là tìm ra những giải pháp gì thích hợp nhất để là làm ăn để cho có hiệu quả. Đầu tiên cũng nhất nhiều về thất bại, chẳng hạn như nuôi hươu 5 con, bây giờ cũng còn 3 con, rồi còn 2 con. Nên những cái năm tháng đó dần dần rút ra những bài học kinh nghiệm thì đến hôm nay á thì như vậy là nuôi hươu hoặc làm cái mô hình tổng hợp thì chắc hươu thì rủi ro thì nhiều nhưng mà lấy cái ní đáp gãy tê do đỡ để là cho thì kinh tế mình được ổn định. Cũng giống như các hộ chăn nuôi khác, đối với ông Khôn, điều quan trọng nhất quyết định đến sự thành công trong chăn nuôi đó là yếu tố kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Hàng tháng, ông đều tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y. Do đó, đàn vật nuôi của gia đình ông Khôn phát triển tốt. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí về con giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Dự định trong thời gian tới, ông Khôn sẽ mở rộng diện tích chuồng trại, tăng dần số lượng đàn, lựa chọn đưa một số vật nuôi mới vào chăn nuôi thử nghiệm. Bên cạnh mô hình chăn nuôi, ông Nguyễn Trí Khôn còn đầu tư máy móc làm thêm nghề bùn bệnh. Từ nghề này, ông tận dụng được chất cặn bã để làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Trung bình mỗi ngày, gia đình ông làm được 100 kg bùn bệnh, thu lãi 300.000 đồng. Như vậy mỗi năm, gia đình ông Khôn có thu nhập thêm từ nghề bùn bệnh khoảng 100 triệu đồng. Đánh giá về cái mô hình sản xuất kinh tế hộ gia đình về của anh Nguyễn Trí Khôn rất có hiệu quả. Từ mô hình này có thể nhân rộng ra nhiều cái mô hình trong địa bàn. Làm giống như anh Khôn như thế này, trong xã nhiều mô hình kinh tế gia đình. Thế nhưng mà mô hình kinh tế gia đình tổng hợp mà nuôi vừa là hươu, vừa là gà, vừa là lợn, vừa bồ câu, vừa làm nghề bùn bánh. Hội nông dân xã là chọn cái mô hình kinh tế là hộ gia đình là sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp đã giúp gia đình ông Nguyễn Trí Khôn thoát nghèo, có điều kiện để nuôi dạy con cái học hành và trở thành hộ có điều kiện kinh tế khá ở địa phương. Những năm gần đây, bên cạnh nghề biển, nhận thấy lợi ích từ mô hình của gia đình ông Khôn, một số hộ trên địa bàn xã Quang Phú cũng đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa vào chiều nay ngày 27 tháng 8. Khu vực miền núi mới thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 34 độ. Vùng biển
có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.